Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày 10, mùng 10 tháng 10 năm Nhâm Thìn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền có cái nhân đề là Pháp Trần. Và cái buổi làm việc hôm nay là kỳ thứ 194 trong những cái bài nhắc nhở tu học từ xa, trong những cái tập, những cái đề tài đó là trong những cái tập sách Ngón Tay Chỉ Trăng. Xin nhắc thêm là chúng ta nên để ý những cái đề tài mà tôi nhắc nhở trong những cái tập sách Ngón Tay Chỉ Trăng đấy. Nó gần gũi với cái việc tu học của hàng Phật tử chúng ta, cho Phật tử cũng như là cho tăng ni trẻ. Nó không có ở trong một bộ kinh nào nhất định gì hết, nhưng mà sự thật là nó là mỗi một đề tài vậy là một ý tứ, một lời Phật, một ý kinh, một lời Phật dạy để nhắc nhở cho chúng ta tùy theo môi trường, theo hoàn cảnh, theo đối tượng trước mắt mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết trong cuộc sống bình thường của chúng ta. Cho nên là nghe qua thì nó không có gì lạ. Thí dụ như cái đề tài Pháp Trần mà tôi sắp triển khai để cúng dường cống hiến cho các vị đây, nghe qua nó rất là tầm thường. Nếu mà các vị không để ý, các vị có thể nói rằng ủa lạ không? Cái ông thầy này lạ không? Học đạo, hành đạo, dạy đạo hơn 60 năm. Mà bây giờ đem ra mình nói đạo để nhắc nhở cho Phật tử, cho tăng ni tu học, lại là nói cái đề tài Pháp Trần thì ai lại không biết à? Rồi khịt mũi cười khì. Khịt mũi cười khì. Rồi nói một hơi ra nào là lục căn, nào là lục trần, nào là lục thức, nào là thập bát giới, vân vân và vân, nói rành hết. Tôi xin thưa là cái đó coi chừng. Nếu mà mình thông minh cái kiểu đó là coi chừng. Mình đi tuốt cái đầu chứ mình không có dính dáng gì với đạo Phật. Cho nên tôi muốn nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa đó, mỗi một cái bài tôi nói, một cái đối tượng, một bài thơ mà tôi nói đó, là nghe rồi là phải tư duy. Tư duy nghĩa là lấy cái đề tài đó, lấy cái nội dung
bài thơ đó, bài kệ đó để làm cái đối tượng để tư duy, quán chiếu, nhận xét đúng chỗ nào, hay chỗ nào, và có chỗ nào không đúng, không hay hay không. Chỗ nào không đúng, không hay là có quyền bỏ, đánh đổ, phê phán để rồi bỏ ra không lấy. Giống như con thiên nga kiếm mồi vậy. Còn cái nào mà mình thấy đúng, mình ứng dụng trong cuộc sống thì mình lấy cái đó để mình nhắc nhở cho mình. Thành thiền là vậy đó. Chứ thành thiền không phải là ngồi nha. Tôi nhắc nhở hoài là thành thiền mà ngồi không có chuyện gì, mà cái đích đâu có tội gì mà phải hành nó mà bắt cái ngồi. Cái sự sống không có chuyện gì mà phải uống. Người ta dạy thường thường nói tới thiền là người ta dạy ngồi thẳng lưng, thẳng sinh sống, rồi phải cái đích phải cho thiệt bằng, hai cái chân để cho đúng kiểu. Cái đó thì cũng không phải là sai, không phải là trật, không phải là bậy, không phải trái Phật. Nhưng mà điều cái đó là một phần nhỏ trong cái việc mà gọi là tham thiền. Còn cái tham thiền chánh là lấy cái đầu mà tư duy, mà thiền, mà quán chiếu, mà nhận thức. Chứ thiền không phải ngồi. Này tôi nhắc hoài bởi vì đây là cái bữa mà tôi nói đây này, những bữa tôi nói về gọi là đối tượng tham thiền. Lần rồi tôi sẽ nhắc cho các vị những cái tham thiền nào là tham thiền chúng ta có thể theo mà không bao giờ được phép chê. Còn những cái lối tham thiền nào chúng ta cần phải xa lánh, phải loại trừ. Phương pháp tu nào là pháp tu theo văn nhi tư, tư nhi tu của Đạo Phật. Và có những cái phương pháp mà hiện giờ cũng như đã sai lầm cả gần 2.000 năm nay. Gần 2.000 năm nay vẫn cứ sai lầm chứ không phải là bây giờ mới sai lầm. Từ từ rồi tôi sẽ chỉ ra để nhắc nhở, tôi nhắc nhở cho tôi là trước nhất. Tôi phải tìm ra cái nào người ta gọi là kinh Phật. Nó đúng với cái tiêu chí, cái đường lối giải thoát giác ngộ của Phật thì mới gọi là kinh Phật. Còn có những cái kinh mà người ta cũng gọi là kinh, nhưng mà sự thật là một là ngụy tạo cố ý, hai là do không có cái trình độ tu tập chân thật. Cho nên những cái thứ mà gọi là kinh đó, nó chẳng có khác nào những cái tiểu thuyết mà người ta viết để người ta bán là trên thị trường để cho đọc, để hấp dẫn về tình cảm, hoặc là chính trị, hoặc là gián điệp, hoặc là thương mại, vân vân. những thứ đó là gọi là nó cũng có cái hay đấy, nhưng mà cái hay của tiểu thuyết. Hay của tiểu thuyết là gì? Cái hay đó thì nghe thì cũng có hay đấy, nhưng mà nó không có cái lập luận vững vàng. Nó không có đưa người ta đạt đến một cái mục đích chân thật một cách vững vàng. Nếu mà gọi là nhẹ dạ cả tin thì mình nghe cũng có hấp dẫn đấy. Nhưng mà đem ra ứng dụng trong sự thật là không được. Vì cái lý luận đó nó hời hợt lắm, nó không có phù hợp với chân lý. Cho nên cái loại văn chương như vậy tôi gọi đó là văn chương tiểu thuyết. Đọc tiểu thuyết ái tình nghe hấp dẫn mê ly, ai cũng có thể yêu được, thương được, cũng có thể tưởng tượng như mình có một túp lều tranh, đôi quả tim vàng vậy là hạnh phúc cả đời được đấy. Nhưng mà sự thật đem ra mà ứng dụng mà sống trong đời sống thì là không được.
Muốn tạo dựng hạnh phúc gia đình là phải hai người có trình độ tương đối ngang nhau, hiểu biết tương đối hòa hợp nhau, nghề nghiệp tương đối, có khả năng làm ăn, sở thích tương đối giống nhau thì hòa hợp làm vợ làm chồng mới có thể là xây dựng một cái tình yêu, một mái ấm gia đình chân thật. Chứ còn sống theo tiểu thuyết ta có tình bàn tay, một tình yêu này, một túp lều tranh, một vầng trăng tròn, ta có bàn tay một tình yêu này, cuộc đời sum vầy thì đâu khó chi lấp biển vá trời ra. Cái đó là bài hát của Hoàng Thi Thơ. Chứ có bàn tay không mà nghề nghiệp không có, trình độ không có, siêng năng không có, mà ghép với nhau thành vợ thành chồng rồi là không có lấp biển vá trời được đâu. Rồi thì không có bao lâu là tan vỡ, hoặc là đánh đập, hoặc là chửi bới, và không có hạnh phúc gì hết. Thì cái lối nhạc như vậy, cái lối văn như vậy, nó thuộc về nhà văn. Người ta sáng tạo bằng cái cách tiểu thuyết, bằng cái cách giai thoại là truyện. Đọc nghe qua cũng có hấp dẫn đấy, nhưng mà đem ra ứng dụng thiệt sự là không hề xài được. Cho nên là kinh Phật cũng vậy. Kinh Phật, kinh thì nó tràn đầy, người ta viết tràn đầy. Thí dụ như Khổng Tử viết có kinh Thi, kinh Thơ, kinh Dịch, kinh Lễ Ký, kinh Xuân Thu, đều gọi là kinh hết. Như kinh nó có Tam Tự Kinh, có Hiếu Kinh, gọi là Tứ Thơ Ngũ Kinh, đều gọi là kinh. Lão Tử thì có Đạo Đức Kinh. Nhưng mà những cái đó đó nó có lợi ích về cái mặt tục đế, về cái mặt mà xây dựng cuộc sống trong xã hội tương đối thì nó có lợi ích. Cho nên những thứ kinh Thi, kinh Thơ, kinh Dịch, kinh Lễ Ký, kinh Xuân Thu, Hiếu Kinh, Thi Kinh đó là cũng có lợi ích, nhưng mà tương đối ở trong cái mặt thế gian. Còn kinh Phật thì nói tới kinh Phật là phải thêm một chữ khế, khế kinh. Kinh Phật là nói là phải phù hợp với chân lý. Cái chân lý đã trúng, đang trúng và sẽ trúng. Chứ mà vượt ra cái đúng mà của ba đời đó thì không phải chân lý, thì không phải là kinh Phật. Mà tôi xin thưa rằng là trong Tam Tạng kinh điển Phật giáo mà chúng ta học ngày nay, mà nhất là như tôi đây là tôi học về cái Tam Tạng Phật giáo của Trung Quốc. Tôi học chữ Hán là chánh, còn các cái thứ văn tự khác thì tham khảo và đọc học nghiên cứu. Chứ tôi học là Tam Tạng của Trung Quốc. Mà cho tới năm nay, tuổi này, với cái quá trình nghiên cứu, học, hành, dạy hơn 60 năm, thì do cái dựa trên cái cơ sở đó, trên cái quá trình đó, cho tới bây giờ tôi có thể nói rằng là tôi có khả năng học tập gần giống như con Thiên Nga rồi. Con Thiên Nga tôi đã nói hoài, nó nói nhiều lần lắm. Nó ăn, nó rút rỉa trong bùn lầy, trong nước động, trong rong rêu vậy, mà nó không có ăn bã, ăn xác rong rêu hay là lá một cây một hay là sảng sỏi, nó không có ăn. Mà nó rút ở trong bùn lầy, trong nước đục, trong rong rêu, trong là cái chỗ cặn bã có. Nhưng mà nó lựa những cái món ăn của nó ăn, chứ nó không có ăn cái cặn bã kia.
Thế thì mình học đạo mình cũng học vậy. Mình phải chọn, mình phải dựa trên cơ sở nghe, tức là văn, tư, tu, nghe cho hợp lý. Nghe những điều hợp lý mới nghe. Nhưng mà chưa biết có hoàn toàn hợp lý hay không thì phải đưa qua cái quá trình gan lọc. Cái mức thứ hai gọi là tư. Tư tức là tư duy, tức là thiền định đấy. Thiền định của đạo Phật là tôi nhắc lại không có được chê nha, cái ông Vĩnh Minh Duyên Thọ mà ông phát quy ra, ông khuyến khích tu tịnh độ mà ông chê thiền định là cái ông đó không có biết đạo Phật thiệt đâu đó. Ông Vĩnh Minh Duyên Thọ mà chê thiền định, nói rằng thiền định mà có thể sai 10 người tu thiền sai hết chín, là cái ông đó là hoàn toàn ông đó không biết về đạo Phật. Có biết đi nữa là cũng bị bỡm, nghe lớn, học lớn với những cái ông mà lẻm bẻm về trong đạo Phật, chứ còn không phải là học Phật thiệt. Học Phật thiệt là không thể chê thiền định được. Mà ông Vĩnh Minh Duyên Thọ, người ta tôn ông là Phật Di Đà đó. Ông khuyến khích người ta niệm Di Đà để mà giảng sanh tịnh độ đó. Ông đó không biết gì về đạo Phật hết. Bởi vì ông dám chê thiền định mà. Còn Phật Di Đà mà ông nghiên cứu đó, cái trình độ của ông Vĩnh Minh Duyên Thọ nghiên cứu là trình độ hạng bét. Nếu mà có ông đây tôi chỉ cái hạng bét của ông này mà các vị thấy rõ liền nha. Tôi chỉ là thấy rõ liền chứ không phải là tôi chủ quan. Nhưng mà nói là nói vậy chứ không phải là nói vậy, nó biết lòng ta dữ lắm đó nha. Nhiều người ta tôn ông đó là ông tổ à, ông tổ của tịnh độ đó. Người ta dám suy tôn ông là cái ngày mà ông, ngày sinh nhật của ông là ngày vía Phật Di Đà. Người ta gọi ông là Phật Di Đà rồi tái thế đó. Gọi là quá thân gì đó. Lần khác tôi sẽ giới thiệu hai cái ông mà họ suy tôn cho nhau, họ quảng cáo cho nhau. Một ông nói ông kia là ông Phật, rồi ông kia cũng nói ông đó là ông Di Đà. Thành ra cái đó nghe rồi phải suy nghĩ rồi mình phải tìm cái lẽ thật, rồi mình mới theo, mới tin. Mà cái lẽ thật đó tức là chân lý đó. Cho nên những thứ kinh mà không phù hợp với chân lý là không được liệt vào ở trong khế kinh, không gọi là kinh Phật được. Mà kinh điển mà chúng ta học đó, ba tạng kinh điển của Trung Quốc mà tôi đang suy cứu để tôi nhắc nhở ở đây đó, là nhiều thứ ngụy tạo dữ lắm. Dựa vào đâu mà biết kinh đó là kinh ngụy tạo? Dựa vào cái kinh điển đó nói không có chân lý, lý luận không được, nói nghe chơi thì được, những người nhẹ dạ cả tin nghe thì giống như là được, mà kỳ thật ra mà luận bàn đi sâu vào cái chân lý thì không được. Cũng giống như tiểu thuyết là nói nghe chơi thì được, mà sống theo tiểu thuyết là tự sát à. Tình yêu mà sống theo chân lý là tự sát. Làm chính trị hay làm kinh tế hay làm gì mà cũng dựa vào cái văn tiểu thuyết là tự sát. Muốn làm kinh tế là phải học sách kinh tế những người có uy tín thật sự, đã thành công, đang thành công thì mình học mình mới sẽ thành công. Chứ còn những cái sách mà giới thiệu về tiểu thuyết mà mình làm theo đó thì thất bại. Kinh Phật cũng y như vậy. Phải học những cái giáo lý mà Đức Phật đã thành công. Rồi những gì tổ tương truyền, những gì đã thành công trên đường giác ngộ giải thoát, thì ta học ta mới có sẽ thành công mới được.
Chứ còn người ta nói mình nghe bùi bùi cái lỗ tai, người ta dụ, người ta đưa mình đi vào trong cái cõi vô sắc, cái cõi siêu hình, quyển hoặc quang đường mà mình không có khả năng lựa chọn á, thì y như là mình đi 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 đi, đi đãi vàng mà đụng cái gì mình cũng lượm hết là không được. Đãi vàng mà không biết mặt vàng, vào mỏ kim cương mà không biết kim cương, vô trong cái mỏ hồng ngọc mà không biết hồng ngọc, thì đụng cái gì cũng lượm hết rồi bưng về cả rổ vậy đó. Mà đem ra để mà ứng dụng trong cuộc sống, buôn bán không ai mua, thì mình sẽ đói khát chết. Cho nên học Phật khó. Tôi nhắc nhở tăng ni trẻ nên để ý cái đó, cũng như Phật tử để ý cái đó. Cho nên hôm nay cái đề pháp trần này nghe nó dễ quá, có người nghe cái phì cười á, cái chuyện nó dễ quá, sắc thân gì xuất pháp mà gì đâu không biết. Nhưng mà sắc trần là các vị nghe để làm gì mới được? Thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần nó là sao? Nghe để làm gì? Chứ đừng có đòi hỏi kinh nhiều. Tôi mà các Phật tử mà đòi hỏi nhiều kinh thì tôi nghe là tôi biết là tôi sợ rồi. Nghe lựa tên là thứ kinh tên dữ dằn, bộ kinh dày. Luật thì cũng nói nghe thọ những cái giới dữ dằn, chứ còn như tam quy ngũ giới thập thiện nghiệp rồi đó, gần như người ta chê á, lựa những thứ giới dữ dằn. Rồi có cái có người tu còn vượt ra những cái giới đó nữa. Hồi xưa Đức Phật tại thế, Đề Bà Đạt Đa cũng vậy á. Phật chế ra giới của Phật vậy, Đề Bà Đạt Đa dám sáng tạo ra những cái thứ giới dữ dằn khó hơn. Để mà lấy uy tín rằng là cái giới đức mà mình đưa ra đây nó còn sâu sắc hơn, nó khó hơn ra Đức Phật, để đặng người ta tin rằng mình tu dữ dằn, để mình lôi cuốn ba tánh bổn đạo theo mình. Trong sách sử Đức Phật hồi xưa cũng bị cái đó. Cho nên là qua cái kinh nghiệm của tôi đó, mình đừng đòi hỏi cái gì lớn lao lắm, để ý cái đó. Mình đi từng bước một, cũng như leo thang vậy, mình từng bước từng nấc thang mà leo lên, đi leo núi cũng vậy, cũng từ phiến đá, từ cục đá lần lần mà đi lên. Chứ còn đừng có vội, đừng vội vã, cũng đừng có mong muốn vượt bậc. Thành ra cái từ pháp trần này đó nghe là đơn giản vậy mà cần phải để ý đây nha. Bây giờ bắt đầu mình vào coi cái bài thơ ta sẽ nói cái gì. Bài thơ này viết để giới thiệu cái gì và ta phải làm gì. Và pháp trần là ra làm sao. Thơ rằng: chim kêu chúc chích rừng sao, tiếng gà vắng vẳng o o bên đồi. Thoắt nghe ý gợn bồi hồi, nhớ ai chẳng biết, vậy mình nhớ ai? Bốn câu đấy có cái nhân đề pháp trần mà tôi đúc kết nó thành bốn câu thơ để nhắc nhở cho mình và cũng nhắc nhở cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ, đơn giản vậy đó. Thì nếu các vị có cái tập này ha, cái tập ngón tay chỉ trần thứ sáu này nè. Đây là cái bài đối tượng tham thiền thứ 22 trong cái tập ngón tay chỉ trần thứ sáu.
có cái nhan đề là pháp trần này. Các vị để ý cái bài này đọc có lợi lắm đó. Nếu mà có cái tập đó, các vị đọc cái bài này cũng rõ lắm. Cái bài thứ nhất gọi là trực chỉ đề cương đó, tức là tôi giới thiệu cái đại ý, cái bầu, cái giềng, cái áo là người ta giới thiệu cái bầu, cái lưới người ta giới thiệu cái giềng. Ai nắm được cái bầu áo thì là sẽ xếp cái áo đó được dễ dàng. Ai nắm được cái giềng lưới thì là cuốn cái tài lưới ra dễ dàng. Lưới thì Nhật Bổn họ làm lưới theo trong nghe đó thì lưới của Nhật Bổn họ làm một tay lưới của họ là bề dài 40 thước, ở 40 cây số, không tới, không phải, nghĩa là ở 40 cây số ha, để là tay lưới của Nhật Bổn là dài 40 cây số, 10 cây số là bình thường. Họ đánh lưới một vùng biển lớn lắm. Một lần nói rõ mà bây giờ nó hơi quên. Cái bề dài nó dài lắm, hình như 50 cây số lắm. Họ bao cái vòng tròn lớn vậy đó. Rồi họ đi khép lần vô. Rồi một lần họ kéo lên tay lưới là phải tàu lớn mà chở đó. Đánh lưới của công nghiệp lớn thôi vậy đó. Mà muốn xếp cái lưới đó, cuốn cái lưới đó là phải dựa trên cái giềng lưới mà thâu mà xếp. Nói tới cái lưới thì các vị ai cũng biết rồi. Nó thả xong sâu với lòng biển, với đáy biển mấy chục thước đó mình không biết, tùy theo cái lưới người ta đánh cá, cái đối tượng cá mà người ta bắt. Cho nên bị sâu bao nhiêu đó thì cái đó là người làm đánh cá mới biết. Nhưng mà ở trên là phải có cái giềng. Giềng tức là cái phao để cho nó nổi trên mặt biển. Lần ta khép lại. Ta bao lại, ta bao từ bao mấy chục cây số rồi bao riết còn 1 cây số, rồi riết rồi là kéo lên biển, lên tàu. Thế thì xếp lưới, cuốn lưới là phải dựa trên cái giềng, xếp áo là phải nắm cho được cái bầu. Do vậy mà những cái bài thơ mà tôi làm ra đó, tôi có viết cái bài gọi là trực chỉ mà đề cương. Đề cương đây là cái gốc của nó là cái chữ đề cương noa lãnh. Noa lãnh là cái áo mình phải xách cái bầu. Để mà xếp cái áo mới được, không xách được cái bầu là không nắm được cái áo, không xếp được cái áo. Còn đề cương là phải nắm cho được cái giềng. Lưới là phải nắm cho được cái giềng. Phải dựa trên cái giềng mà thâu và phăng cái tay lưới. Cho nên mỗi bài thơ như vậy tôi có viết gọi là trực chỉ đề cương. Đây là đề cương mà đề cương trực chỉ chứ không có nói chi tiết được. Đã đề cương rồi, đã nắm cái bao cái giềng rồi mà lại còn tóm tắt cả cái bao cái giềng đó. Chỉ thẳng cái chỗ dễ dàng cho ai cũng nắm được gọi là trực chỉ đề cương. Thế thì là nói về pháp trần đó, thì người đệ tử Phật mà có đi theo đạo Phật thì trước hết là mình phải học 6 căn, 6 trần, 6 thức, vào cái đó. Cho nên là có thỉnh thoảng có những Phật tử sơ cơ đó, người ta hỏi học Phật trước hết là phải tu cái pháp giải lòng là cái gì, tôi không biết đường tôi nói. Cái giải lòng của đạo Phật thì khó chỉ khó nói lắm.
Người ta nghĩ rằng là giữa lòng của Đạo Phật là phải vô, phải dạy khấn sao, nguyện sao, lại cái sao, rồi mua đồ cúng dường sao. Cái đó gọi là tu, học tu giữa lòng, không phải vậy đâu. Mà tôi vậy là tôi dạy học lâu năm lắm đó, dạy Phật học lâu năm lắm đó, hơn 60 năm lận à. Mà hỏi tôi chỉ cái phương pháp tu vỡ lòng, tôi nói chưa được. Bởi vì học Phật phải từ từ từ, chứ cái nào gọi là vỡ lòng ban đầu cũng không trúng hết trơn. Nhưng mà tôi có thể chỉ được, được mà không được. Bởi vì bao nhiêu đó không nhầm gì hết. Chỉ cái gọi là vỡ lòng đó không nhầm gì hết đó. Thí dụ tôi nói là vỡ lòng là các vị phải nhớ học trước là sáu căn. Sáu căn để làm gì? Biết sáu căn để làm gì? Biết sáu căn, cái sáu căn là các vị phải học sáu trận. Rồi biết sáu căn sáu trận để làm gì? Các vị phải học luôn qua tới sáu thức, tức là lục căn, lục trần, lục thức. Rồi biết lục căn, lục trần, lục thức để làm gì? Đó, rồi thì làm gì nữa? Rồi nhắc nhở các vị phải đi làm cái lễ quy y đầu tiên á. Đầu tiên vậy thì gọi là giải lòng vậy được chưa? Chưa. Rồi mỗi tháng về đi chùa 5-4 lần, hoặc là 6 lần, hoặc là 10 lần để đi mỗi ngày đi tụng kinh, một bộ kinh, tụng ngày bộ vậy. Rồi mỗi ngày nào cũng mua là bơm nho, chuối cao, là các cái đồ trái cây quý đem cúng Phật để lại cho tụng nguyên ngày vậy đó, gọi là giới lòng vậy được chưa? Không được. Tu như vậy không được. Lấy cái đó mà làm cái pháp môn tu là không được rồi. Thế thì cái đó không phải gì thì dạy giới lòng, dạy cái gì đây? Nhưng mà cái đó cũng gọi là vỡ lòng được. Nhưng mà nếu mà các vị học vỡ lòng cái đó thì các vị tu như vậy là các vị sẽ không được gì hết nguyên cả cuộc đời. Vì sao vậy? Vì cái đó là có ông Phật đào mà ăn trái cây, ăn hương khói của các vị đâu. Đâu có ông Phật nào mà ngồi trên bàn hoài để cho mỗi ngày các vị lại lẹ đến chùa là gặp Phật, đến chùa là gặp Phật vậy đâu. Cho nên là nếu mà hướng dẫn các vị tu tập vỡ lòng là đến chùa lại Phật vậy đó, có chừng các vị có chừng đấy, lầm lạc rồi đó. Người ta gọi là phương tiện, đúng, cái chữ phương tiện là đúng. Nhưng mà phương tiện để làm gì? Chứ nếu mà phương tiện là cứ cả đời phương tiện như vậy thì các vị tu để làm gì? Các vị đi tụng kinh để làm gì? Các vị lại Phật để làm gì? Các vị là cúng dường Phật như vậy để làm gì? Cho nên phương tiện thì đúng, không phải là sai. Người ta nói không có sai. Nhưng mà nếu mà tôi muốn nói trật, tôi nói không trúng, không lợi ích, cũng được. Thế thì các vị nghĩ sao? Vậy thì các vị hỏi tôi tu tập giới lòng phải làm gì, như vậy là tôi không chịu cái đó rồi. Bây giờ thí dụ như tôi đây nè, tôi lấy cái này tôi hướng dẫn các vị tu tập giới lòng đây nè nha. Tôi nói với các vị là theo tôi đó, học Phật giới lòng là các vị phải học cái từ tam giới: vô an, du như, quả trạch. Các vị phải học dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thế nào là dục giới? Mà muốn biết dục giới phải dựa vào cơ sở nào để biết dục giới? Thì các vị phải học về sắc giới.
rồi sắc giới, các vị phải học sắc giới rồi, rồi dựa vào đâu để biết là vua sắc giới, và vua sắc giới phải học sao? Mà tôi nhắc nhở các vị, theo tôi đó, là cái công việc đầu tiên mà tu tập vỡ lòng là các vị phải học vô sắc giới trước, trước nhất. Vậy vô sắc giới là gì? Vô sắc giới mà chúng ta phạm phải vì vô sắc giới cho nên chúng ta khổ sở tràn ngập cuộc đời của chúng ta. Có khi chúng ta tu tập nghĩa là cả đời bỏ tiền vô từ triệu triệu cho tới ngàn triệu cho tới tỷ, cho tới 5 tỷ, 10 tỷ, tới cả ngàn tỷ. Mà chúng ta mà không hiểu gì vô sắc giới á, thì chúng ta cúng tiền đó coi như là tiền đổ sông đổ biển đó. Đấy, nói câu đó là các vị nghe là không chịu nổi rồi. Là nghe là phát ghét tôi rồi đấy. Tôi xin nhắc cho các vị biết là các vị có thể cúng từ trăm triệu cho tới ngàn triệu, tức là tỷ đó ha. Rồi các vị có thể cúng tới 10 tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ mà cuộc đời của các vị hoàn toàn đổ sông đổ biển. Tiền bạc đó, công lao đó không được gì hết. Là tại vì là các vị không hiểu được vô sắc giới là gì. Các vị đi phục vụ cho cái vô sắc giới, mà đã là vô sắc giới thì thật sự học hiểu kỹ rồi đó, thì là nó không có là gì hết. Vậy mà mình đi tin tưởng, mình đi tôn thờ, mình đi van xin, mình đi khấn vái, mình cúng, mình lại cả cuộc đời mình ở trong một cái thứ không có gì hết, thì làm sao mà có kết quả được? Cho nên nếu mà các vị hỏi tôi là tu tập vỡ lòng là chỉ về cái gì đó, thì cái kiểu chỉ của tôi đó là các vị nghe là phát ghét rồi đó, nghe là nổi giận rồi đó. Bởi vì các vị đã từng bỏ ra bạc triệu rồi trăm triệu ngàn triệu các vị cúng rồi, cất tượng rồi, là xây cái tượng cao mấy chục thước rồi, mua đá quý ngọc quý rồi xây cất chùa chiền cả 10 tỷ 20 tỷ rồi. Nếu bây giờ nghe tôi nói như vậy thì chẳng lẽ là các vị làm trật hay sao? Là các vị giận tôi rồi. Nhưng mà tôi nói như vậy, hỏi dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Tôi dựa vào Phật chứ dựa vào đâu? Tôi là thầy chùa tôi mới dựa vào Phật chứ. Tôi là nếu mà nói theo kinh điển là tôi thuộc về trưởng nam của Phật đây nè. Cho nên tôi mới nói theo Phật chứ. Bỏ Phật ra thì còn làm thầy chùa để làm gì? Làm tu sĩ làm gì? Làm khất sĩ để làm gì? Cho nên những điều của tôi nói ra là dựa vào kinh điển Phật. Mà dựa vào kinh điển Phật thì Phật dạy rằng tam giới vô an, du như hòa trạch. Câu đó là của kinh Pháp Hoa mà các vị người đệ tử Phật là hay ham mộ lắm đó. Ai cũng có tụng đó. Ai cũng có tụng kinh Pháp Hoa. Chúng ta sở dĩ mà nó đau khổ tràn ngập, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ám si thành khổ, vân vân, tất cả những cái khổ đế mà chúng ta bị đó, gọi là ta bà khổ đó, là do chúng ta quay quần lăn lộn ở trong tam giới mà chúng ta không biết. Vì không biết cho nên chúng ta không có ý ra khỏi tam giới. Mà hễ còn ở trong tam giới là không bao giờ có sự an lành, hạnh phúc. Tất nhiên là không bao giờ có cực lạc được. Cũng không bao giờ có niết bàn được. Mà vô sắc giới là gì? Và tại sao phải dướng vào vô sắc giới là tu tập không có đem lại kết quả gì hết? Vô sắc giới là thứ không có gì. Cái thứ mà các vị thường ưa thích cúng rồi khấn rồi lại rồi van xin những cái thứ đó đó. Thứ đó là thành phần vô sắc giới đó.
Mà tôi nói như vậy thì chẳng lẽ các vị hỏi tôi vậy là tu hành đạo Phật không 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 cúng sao, không khấn sao, không lại sao, rồi không tụng nguyên kinh nguyên bộ cả ngày vậy sao? Tôi nói thẳng ra các vị ghét rồi bỏ chịu à. Tôi nói với các vị rằng kinh Phật thì là để học chứ không phải để tụng cả ngày. Để học, để biết cái gì Phật dạy cái gì, chứ không phải để tụng, để Phật chứng bằng cái công đức tụng kinh của mình. Đây, tôi nói thẳng như thế. Nói vậy các vị nghe là sao chịu được, bực quá ba. Bởi vì ai cũng mê tụng kinh dữ lắm. Mà thứ nhất là tụng trong đó đánh mỏ nữa, vài bữa nữa tôi sẽ đưa tới cái mỏ đó. Tụng kinh mà đánh mỏ mà tụng cho mau rồi đó là không có phải tu là vậy đâu. Ngay bây giờ tôi có thể nói thẳng các vị là nếu mà các vị có nghe của tôi chút đỉnh nào đó là các vị lỡ có mua mỏ rồi đó thì để nó chơi đi mà đừng có thể đánh mỏ. Tụng kinh không cần đánh mỏ nếu các vị có tụng. Lấy cái bộ kinh nào ra đó mình muốn học cái giáo lý của bộ kinh đó lấy ra để rồi ngồi rồi chiêm nghiệm rồi nhớ kỹ tìm hiểu Phật dạy cái gì trong cái bộ kinh đó. Các vị lấy cái bộ kinh Viên Giác của tôi dịch đó, tôi dịch bộ kinh Viên Giác rất rõ và cô đọng dữ lắm đó. Lấy cái bộ kinh Viên Giác ra mà ngồi và chiêm nghiệm đi. Tôi có thể đồng ý với các vị, tôi chiều các vị có thể thắp nhang trước bằng Phật. Tôi chiều các vị tới cõi đó thắp nhang trước bằng Phật, có cái chuông trước bằng Phật để đó cũng được, nhưng mà đừng có mua cái chuông bằng trước cái chén để cho nó ngang với cái mỏ bằng cái chén đó. Cái thứ đó là phá rối bậy bạ gì lắm. Nếu mà mua chuông á, thì mua cái chuông lớn, cái mỏ bằng trên cái chén bằng cái tô gì đó là tùy theo mình. Nhưng mà lỡ mua rồi, tại vì mấy thầy mấy sư ta dạy vậy, lỡ mua rồi thì giờ để đó. Nếu các vị nghe tôi, mỏ mắc tiền giá tiền gì đó, lỡ mua rồi để đó không sao hết. Nhưng mà mua chuông là phải mua chuông cỡ dây nè. Chuông mà các vị nghe đó là ở đây là mấy thầy ta mua ta để đây, giờ tôi dùng đó là của các thầy ở đây ta mua trước rồi. Chuông cỡ đó là nghe cái tiếng vậy đó, để rồi ngồi đó mình thắp hương trước bằng Phật, mình cũng tương tự như có Phật đi. Cái đây gọi là tôi chiều các vị đấy, rồi ngồi nghiệm kinh lâu lâu các vị đánh chuông vậy đó, một tiếng chuông vậy để cho nó nghe nó ngân nga, cho nó thỏa mãn cái tập quán lâu đời của mình. Mình nghĩ rằng là chuông mỏ là cái phương tiện để tu á, nhưng mà mình nghe tiếng chuông nó có êm ả, nó có nhẹ nhàng, để trong lúc đó mình nghỉ ngơi, mình suy nghiệm, đánh tiếng chuông không sao. Nhưng mà tôi xin nhắc là cái mỏ là cái đồ phá hoại tư tưởng, phá hoại cái trí tuệ thiền định thanh tịnh của con người. Cho nên là cái ông nào mà bày cái ra cái mỏ ha, lần lần tôi sẽ chỉ cho các vị thấy. Cho nên ngay cái bài này là tôi nhắc đây là mình nói đây là các vị bỏ đi, đừng có đánh mỏ tụng kinh. Mình đánh mỏ là phá hoại kinh điển, phá hoại đầu mình, phá hoại trí mình đấy. Tôi nói này là khó chịu rồi thì bây giờ gọi là nhắc nhở thì nhớ gì nhắc nấy vậy à. Thế thì bây giờ tôi nhắc lại, nếu các vị hỏi tôi tu tập võ lòng, tôi phải nhắc nhở các vị, tôi phải hướng dẫn các vị gì là các vị phải lánh xa vô sắc giới.
hoàn toàn không được gửi gắm tâm hồn ở nơi cái thế giới siêu hình. Đạo Phật của chúng ta là dạy sửa những cái điều sai trái của thân, những cái điều sai lầm của lời nói của miệng, những cái ý nghĩ sai lầm, tội lỗi, tham vọng của ý, tức là thân miệng ý. Chúng ta phải học kinh, nghe kinh, lời Phật ý kinh để sửa thân, sửa miệng, sửa ý, chứ không phải để tụng. Mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý để cái mà các vị hỏi tôi chứ tu tập vỡ lòng là tôi cái gì, là tôi nói rằng các vị phải loại bỏ hoàn toàn cái mê tín dị đoan quyển hoặc qua đường là trước nhất. Nếu các vị mà còn đam mê cúng cúng ma, rồi cúng quỷ, rồi cúng thần, cúng thánh, rồi cúng trời, thậm chí là mua đồ thiệt quý để cúng Phật, đó là các vị đã sa đọa, đã rớt vào trong cái cõi gọi là siêu hình vô sắc giới rồi đó. Cái câu tôi nói đó là người ta xa lánh tôi nhiều lắm đó nha, người ta bỏ tôi đó. Nhưng mà tôi biết rằng là nếu mà các vị mà không nghe được cái đó, các vị bỏ tôi thì tôi cũng đành cam chịu thôi. Chớ các vị cúng tiền cho tôi 1.000 tỷ cho tới 10.000 tỷ mà biểu tôi đừng nói cái đó, rồi các vị cúng tôi 10.000 tỷ đi, tôi cũng không lấy nữa. Bởi vì tôi lấy như vậy là tôi là thành cái thằng gian manh xảo trá, bán rẻ đạo Phật cho các vị, nói bậy vậy để lấy tiền các vị, thì tôi là cái con người gì? Cho nên là tôi nói vậy. Mà các vị không thương thì cũng xin niệm Phật rút lui, chứ không chiều ý các vị được. Để cho các vị lăn lộn lúc sâu vào trong cái thế giới vô hình quyến hoặc quan đường đó, các vị sẽ không được gì hết. Tôi là người đệ tử Phật không nỡ nói việc đó, làm việc đó và hưởng lộc Phật trên cái sự buôn bán rẻ lương tâm đạo đức của mình như vậy. Cho nên là các vị mà tôi nói cái bài pháp trần này nè, có nhiều khi là các vị đó bỏ tiền ra rồi mua phẩm vật để cúng, rồi để khấn, để lại, đó là các vị lạc vào cái thế giới vô hình vô sắc giới, mà đồng thời các vị cũng bị cái pháp trần rồi đó. Các vị đã sử dụng cái pháp trần sai lầm đó. Tôi nói nhiều quá. Nói nhiều quá thì trở lại cái bài này ha. Thì tôi cũng xin lỗi các vị bằng lòng mà nghe không bằng lòng mà thôi, chứ tôi là nhắc nhở bà, chứ tôi có nói pháp gì đâu. Tôi cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Những cái mà tôi học qua, hiểu qua, hành qua của đạo Phật mấy mươi năm qua mà. Giờ thì tôi nhắc nhở vậy. Hy vọng rằng là Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ có nghe rồi phối kiểm lại để giúp đỡ phần nào cái hành trang trên đường là học đạo hành đạo của mình. Bây giờ đi sâu vào pháp trần ha. Chim kêu trúc chích rừng sao, tiếng gà văng vẳng o o bên thềm, thốt nghe ý gợn bồi hồi, nhớ ai chẳng biết vậy mình nhớ ai. Pháp trần là cái đối tượng của ý căn. Cho nên cái câu chót này nè, nhớ ai chẳng biết vậy mình nhớ ai, là câu đó mới là pháp trần đó. Thất nghe ý gợn bồi hồi, đó là pháp trần. Mình nghe tiếng chim, mình nghe tiếng gà,
mình nghe tiếng hoặc là mình thấy, hoặc mình thấy cái gì đó, nghe cái gì đó, thấy gì đó, ngửi gì đó, nếm gì đó, đã qua rồi. Rồi mình đụng chạm, xúc chạm cái gì đó đã qua rồi. Bây giờ nó, cái ý nó gợn ra, nó gợi ra, nó sinh ra một cái niệm bồi hồi, bồi hồi nhớ lại. Thí dụ nhớ lại hình ảnh em yêu của mình, tụi mình gặp nhau hồi nhỏ mà bây giờ xa lánh quá, không biết em yêu mình, anh yêu của mình bây giờ anh làm gì, anh ở đâu, giờ mình ăn có khá không, giờ mạnh khỏe hay không, thì nhớ lại đó. Đó là nhớ lại cái hình ảnh của anh yêu, của em yêu mà cách đây, bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi rồi, mà hồi đó mình gặp, hồi đó mình khoảng 20 tuổi. Bây giờ nhớ lại hình ảnh đó, đó là cái đó là mà em yêu mình hay là anh yêu mình bây giờ không có trước mặt mình nữa. Nhưng mà mình nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ đó. Rồi thương, hoặc là có khi anh yêu em yêu mình, tụi mình hồi đó cũng có những cái mà mình quằn quại nhau, giận dỗi nhau gì đó, giờ nhớ lại ước gì có thì mình tha thứ nhau hết, thí dụ vậy. Cái đó là pháp trần đó nha. Pháp trần đó là thuộc về đối với sắc mà nó sinh ra pháp trần. Pháp trần là cái mà nó gợi ý, mình nhớ, mình nghĩ, mình thương bằng cái óc, bằng cái trí mình đó. Nhưng mà dựa vào cái hình ảnh của người yêu, anh yêu, em yêu đó, thì cái đó gọi là dựa vào sắc trần mà nó sinh ra pháp trần. Rồi còn cái thứ nữa, cái pháp trần nữa là từ lỗ tai. Cái đó là từ con mắt thấy sinh ra pháp trần. Bây giờ từ lỗ tai nghe. Thí dụ như tôi làm thí dụ, bây giờ thì là tôi thí dụ thôi chứ không phải là tôi hát cho các vị nghe đâu nha. Thí dụ như cách đây là 20 năm, tôi có nghe bài hát của một nghệ sĩ hát. Nam mô A Di Đà Phật, mở thanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Vương Thúy Kiều đã chết rồi trong ô trược, pháp danh Trạc Tuyền con xin đổi từ đây. Ti 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 ti. Đây tôi nhớ cái bài hát đó, tôi nhớ hình ảnh của một nghệ sĩ đó, rồi tôi cũng cảm tình với một nghệ sĩ đó. Tôi khen tài năng nghệ sĩ đó, rồi tôi gặp được nghệ sĩ đó, tôi vui hồi đó, thí dụ vậy. Mà bây giờ nghệ sĩ đó cách với tôi là đã mấy chục năm không gặp, không biết. Vậy mà hình ảnh đó nó còn hiện trước mắt tôi, và âm thanh đó nó hiện trong 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 lỗ tai tôi, trong đầu, trong trí tôi. Cái đó là pháp trần, do âm thanh mà nó thành ra pháp trần, tức là những cái mà nó gợi ở trong ý mình, nó làm cho mình nghĩ ngợi, mình kéo lại những cái âm thanh đó, nó làm cho mình hoặc là buồn hoặc là vui. Có những thứ, những lời lẽ mà mình cũng do mình nghe, mà mình nghe bây giờ mình nhớ là mình giận ai đó, thì cái pháp trần nó sinh ra oán tánh hội khổ. Mà còn nghe cái lời mà mình nghe nó dịu dàng mát mẻ mà mình nhớ lại, mình sinh lòng thương đó, thì nó lại cái pháp trần đó này lại sinh ra cái gọi là ái biệt ly khổ. Mình nhớ người đó, mình thương người đó. Có lần nghe cái câu khác: ban giả thê lương sầu đoán đoán, can trường thống thiết lệ triêm y,
Địch Lan ơi, kể từ ngày chàng bước chân phản hồi cố quốc, để cho thiếp đây lệ chi ly đắm bước khăn hồng. À, đây này, cái bài đó cũng là một bài pháp trần đó, do nhĩ căn mà nó sinh ra pháp trần. Nhưng mà tôi ca nó đâm hơi là tại vì mình già nó đâm hơi đâu có sao. tôi ca bài ca là để tôi nhắc nhở cái, tôi muốn nói lại cái pháp trần chứ không phải là tôi muốn ca cho các vị nghe nha, chưa, cho nên là nó đâm hơi bỏ không sao hết. Đó là lỗ tai sinh ra pháp trần đấy, rồi lỗ mũi đối với mùi hương nào đó, rồi đối với lưỡi là cái món ăn ngon nào đó. Hồi nhỏ mình ăn món ăn ngon nào đó mình thích nhất. Bây giờ đây mình đi xa quê hương, mình xa xứ lạ, thí dụ vậy, mình nhớ lại cái món quê hương mà rất là bần tiện chi giao bất khả dông đó. Tào Khang chi thê bất khả hạ đường đó ha. Món ăn đơn sơ mộc mạc của đồng quê đó, hồi đó mình ăn nó ngon vô cùng. Bây giờ mình ở nơi cái nước nào đó, đất nước nào đó sang trọng, mình ăn đồ ngon hơn. Nhưng mà cái món ăn đó không có nữa. Bây giờ ngồi mà nhớ lại cái thức ăn đó. Thế thì là do lưỡi, do thiệt căn mà nó sinh ra pháp trần nè. Rồi còn là như vậy, là tóm lại là pháp trần là cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, mà nó còn chứa đựng ở trong cái a lại gia thức của mình, ở trong cái ý căn ý thức của mình, rồi mình hồi tưởng lại hoặc vui hoặc mừng hoặc buồn hoặc giận hoặc thương hoặc ghét, mà những cái đối tượng đó không có ngay trước mặt mình nữa, vậy mà vẫn có thể vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn vẫn hiện ra. Đó, cái chuyện pháp trần là vậy đó. Cho nên là tôi nói chuyện pháp trần ra đừng có cười khì sớm, phải nghiệm cái đó đó. Nghiệm cái đó để chi? Để Đức Phật dạy là mình phải loại bỏ cả pháp trần đó nghe. Mình bỏ, loại bỏ sắc trần nè, loại bỏ cả cái đối tượng sắc trần nè, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, mà cả cái pháp trần là cái khó bỏ hơn hết đó. Bởi vì sắc trần loại bỏ dễ, là vì em yêu đó giờ không còn trước mặt, thì có muốn yêu cũng không có để mà yêu đâu. Anh yêu cũng vậy. Cho nên là mình bỏ cái sắc trần là dễ. Chỉ cần tạo cái điều kiện không ở gần nhau hoặc cách ly là nó mất, nó không có nữa. Rồi thanh trần cũng vậy, không nghe ca nữa, không nghe đàn nữa, là nó tự mất, không có âm thanh nữa lấy gì nghe, rồi lần lần nó tự mất dễ dàng. Hương trần cũng vậy, hương trần cái mùi của anh yêu, của em yêu, hoặc là cái mùi của rượu nồng, của chiên xào thịt béo gì đó, bây giờ không có cái đó nữa, giờ mình ăn chay trường thí dụ vậy, thì những cái mùi đó không có nữa, cho nên bỏ cũng dễ. Vi trần thì giờ ăn chay trường rồi là bỏ hết rồi, thí dụ vậy. Nhưng mà tôi nói là nói vậy cho tôi không khuyến khích các vị ăn chay trường đâu nha. Ăn chay trường được là tốt. Hoặc là có người nào bệnh hoạn trong người, ta ăn đồ thịt cá tự nhục không được, rượu thịt không được, thì ta ăn chay trường cái đó quý đấy. Nhưng mà đứng vào cương vị của tôi là một tu sĩ cỡ vậy đây nè, các vị ăn chay trường không mà lấy nó làm điều kiện mà để gọi là tu hành đó, tôi cho là không trúng. Tôi cho là không trúng, không có lợi được bao nhiêu. Vậy thì các vị hỏi tôi là lợi nhất cho người tập tu hành là cái gì? Tôi nói với các vị là các vị phải xa lìa cái vô sắc giới đó. Cái đó đối với tôi là căn bản á. Bởi vì đệ tử Phật chúng ta, trong đó kể cả những hàng tăng ni xuất gia của chúng ta, còn vướng vào trong cái vô sắc giới dữ lắm. Hoặc là cố ý
hoặc là không hiểu mà dướng vào vô sắc giới, hoặc là cố ý làm những cái việc vô sắc giới để mà có lợi, để làm kinh tế, thì cái đó không tốt. Tôi nói ví dụ như giờ là trong cái dịp xuân về này, sắp tới xuân về rồi nè, để các vị tới tôi, rồi tôi là thầy chùa chứ gì, các vị tới tôi rồi bỏ tiền ra cúng là 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu gì đó, rồi tôi làm mấy cái hình nhân, tôi in mấy cái hình nhân ra, cái rồi tôi đề tên các vị trong đó để tôi đốt. Tôi đốt để tôi gọi là giải hạn, để trừ, để mà nhường sao giải hạn. Rồi đốt cái hình nhân đó để thế cho ai đó, để mà người ta đừng có động tới mình. Làm cái đó là bậy dữ lắm đó, điều các vị đâu có biết, Phật tử tại gia là sao biết được. Nên đem cái hình của mình á, người ta viết tên mình trong rồi ta đốt, gọi là mình thế mạng đó. Cho nên là bà Hồ, bà Cố, hay là Thủy Long, Hà Bá gì đó, hay là Thiên Đình, Ngọc Hoàng Thượng Đế gì đó cần thì có tôi rồi đó. Tôi đã đến, tôi làm rồi đó. Còn tôi ở thế gian này đừng động tới tôi. Cái hình của tôi đây là thế rồi, tôi bỏ tiền vô tôi cúng nè, các thầy chú nguyện nè, tôi đã đi bằng lòng làm nô lệ cho rồi nè, đừng động tới tôi nữa. Để cái đó là các vị là tin vào vô sắc giới, là quyển hoặc là quan đường, là mê tín là vậy đó. Nhưng mà cái này tôi nói ra là tôi lỗ dữ lắm. Một là lỗ tiền, không lấy được tiền của ai hết. Hai là người ta nghe, người ta không ưa, người ta ghét. Người ta nói rằng ta đã từng làm vậy, ta đã từng lỗ lã như vậy, ta cúng dường như vậy, mà giờ mình chê, mình nói cái đó là quyển hoặc quan đường, mê tín dị đoan, là sao không ghét được. Cho nên người ta ghét dữ lắm. Nhưng mà chẳng lẽ thì sợ người ta ghét rồi mình không dám nói thiệt đạo Phật cho ta hay sao? Cho nên là tôi nói thiệt vậy đó, ai chịu rồi nghe, không chịu rồi thôi. Mà người nào ghét tôi là người đó tôi nói thiệt á. Đây là nói thiệt. Lỗ, các vị lỗ thôi à. Mấy cái hình nhân đó, mấy cái hình nộm ở trên in ra bằng giấy đó, không có làm gì được cho các vị đó. Cũng sao cũng vậy đó. Cũng sao không làm gì, không có cái sao nào làm gì cho các vị được hết. Tôi nói nhiều lần rồi, nói gì đó, cũng sao tôi là thuộc về tổ nè. Ai đó nói cũng sao cũng hạn rồi còn phải lật sách lật vở cho tôi, không có. Nói cái một tức khắc, sao gì hạn gì nói tức khắc, chứ không có giả đò đâu nghe. Có người ta giả đò ta lật lật đó, cái đó xin lỗi nghe. Tôi nói vậy các thầy nếu mà có làm vậy đừng có buồn phải không. Chứ cái đó là sự thật đấy. Người ta giả đò ta lật lật vậy đó, chứ không có cái gì trong đó mà lật hết đó. Nhưng mà người ta phải lật ra, bởi vì các vị cúng trăm ngàn. Trăm ngàn mà tôi nói liền nghe sao cho được, là lấy tiền dễ quá sao được. Cho nên tôi mới giả đò, tôi lấy cái cuốn bậy bạ vậy, chữ Tàu á. Các vị tưởng là chữ Tàu là quý, không có đâu. Chữ Tàu cũng viết tiểu thuyết y như là chữ Việt vậy thôi à. Kim Dung viết tiểu thuyết cũng hay lắm đó, chữ Tàu. Rồi bây giờ ta dịch ra tiểu thuyết Kim Dung bán cũng chạy lắm. Bằng chữ Việt đâu cần chữ Tàu nữa. Kinh Phật cũng vậy. Kinh Phật là tại vì Trung Hoa tôi viết bằng chữ Hán, chữ Tàu. Mình dịch ra chữ Việt, vấn đề nó dạy cái gì, mình làm cái gì, chứ không phải là chữ Tàu là hay. Nhưng mà các vị vô chùa rồi, các vị hỏi, dạ thưa thầy, hôm nay là em tuổi đó, con tuổi đó, thầy coi năm nay cũng sao gì hạn gì. Hỏi tôi là tôi nói tức khắc gây vừa dứt câu. Nhưng mà người ta mà nếu người ta dùng ý, người ta không có nói. Ta mời các vị ngồi đó. Ngồi đó rồi người ta giả đò đi tới đi lui, ta lấy quyển sách. Tôi lấy một quyển sách lịch Tàu hay lịch Trung Quốc, nó dày cả, gần cả tất á. Tôi ngồi tôi lật lật, tôi giả đò, tôi dầm dầm, tôi tra tra. Rồi nếu mà mời mắt như tôi về còn lấy kiến rọi nữa ha. Rồi tới rồi lui vậy đó. Chứ kỳ thật là tôi nói cái một thôi.
mà lấy tầm ngàn lấy cái bộ coi sao được. Cho nên là tôi phải làm lâu vậy đó, tôi giai đoạn rõ tới rõ lui. Cũng như là thợ mà sửa tivi á, tivi mình đem lại đó thì kỳ thật là nó xúc có một mối hàng, mà để cái mối hàng đó vô hoặc là chấm một dấu hàng thôi là các vị có thể bưng về đấy. Nhưng mà đem tới rồi tôi biểu các vị để đó, để đó bữa sau lại lấy. Có khi cái tivi đó, cái đồ đó mất tiền, tôi còn biểu để tới 2 ngày mới cho lấy cơ. Mà kỳ thật tôi chấp có một mối hàng là bưng về được đấy. Mà tôi lấy cái đó là 3 triệu đó. Cái tivi đó, cái giá trị cái máy tính của các vị đó nó tới là 7 triệu. Thì tôi lấy đó một triệu. Tôi lấy 1 triệu, 1 triệu 2 vậy đó. Kỳ thật là tôi chấp mối hàng là xong cho đem về đấy. Mà tôi không cho. Rồi có cái giai thoại người ta nói là cái anh đó là anh đem tivi lại, cái anh thợ đó anh sửa, anh sửa có chút xíu rồi cái anh lấy cái búa anh gõ trên cái tivi cái cọc, cái anh sửa tức khắc ngay trong chỗ cái thời kỳ mà anh gõ cái cọc đó, cái rồi anh biểu đem về cái anh ăn 300. Người chủ hỏi sao mà anh làm có chút xíu mà tới 300 lần. Ta nói không có phải là sữa này mà ăn 300. Ta gõ cái cọp đó đó là cái công lao tích lũy của người ta, ta học bao nhiêu năm bao nhiêu tháng nó mới ra cái sữa nhanh này, chứ không phải khi không vậy sữa được. Cho nên ăn tiền đây là ăn tiền công lao tích lũy. Đấy anh làm chút xíu thì gõ cái cốc vậy đó là 300 vậy đó. Mà 300 là ảnh tốt à, thì 500 cũng được. Bởi vì cái tivi là 12 triệu mà sửa có chút xíu vậy mà 500 mình đem về xài liền, 500 đâu có tiếc, 1 triệu cũng được. Đấy ăn tiền tích lũy là vậy. Cho nên là các vị tới coi sao coi hạn được. Cái đồ đó tôi nói cái một mà nếu tôi làm nghề đó tôi cũng không nói liền đâu. Mời các vị ngồi, tôi giả đò lịch sự, giả đò tình cảm, tôi còn mời rót kêu thị giả, rót đem bình nước mới rồi rót cho cô uống, cho ông uống với con. Kỳ thật là bình nước là có mấy ngàn bạc, mà tôi lấy 200-300 ngàn. Thì tôi ngồi đó rỉ rả vậy để chờ người khác tới. Chứ giờ tôi nói cái một rồi các vị về, thành ra tôi ăn tiền mắc quá coi không được. Mà giả lại nữa tôi ngồi không làm gì, thì ngồi mình nói chuyện này kia chơi cho vui để chờ người khác tới. Nói vậy á. Cho nên là cái chuyện học đạo kỳ lắm, các vị không có biết đâu. Vì vậy mà mình kiếm được thiện hiệu tri thức thiệt là khó. Người làm đạo thiệt để nghe cái chuyện thiệt là khó kiếm lắm. Thế thì là cái pháp trần là vậy đó, là cái bóng dáng của cái bóng dáng, cái hình ảnh, cái âm thanh của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc nó hiện ra, mà những cái đó bây giờ không có ở trước mặt mình. Do vậy cho nên là trong các cái món tu để mà loại bỏ đó thì sắc trần dễ hơn, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần là dễ hóa giải, dễ ngăn trừ. Mà pháp trần là khó nhất đó nha. Các vị ngồi trong một mình mà có thể sanh ra quán tánh hồi khổ được đó, sanh ra ngủ ấm sẽ thành khổ được đó, nó sanh ra là ái biệt ly khổ được đó, ở trong trí của các vị gọi là pháp trần, gọi là trong duy thức học ta định nghĩa cái chữ đó rất hay là tiền trần lạc tạ ánh tử, tức là cái bóng dáng của tiền trần. Tiền trần tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đó là pháp trần là vậy.
Nhưng mà tôi cũng nhắc lại, thật sự ra sắc thanh hương vị xúc nó không có phải là trần đâu. Học cái này học hoài nó sâu lắm. Do vậy mà các vị hỏi tôi học giải lòng là cái gì, tôi nói không có được là vậy đó. Phải nghe nhiều. Và trong khi nghe rồi là rồi, nghe tức là văn á. Văn tuệ phải nghe nhiều. Mà nghe nhiều rồi phải thiền định nhiều, gọi là tư đó, tư tuệ đó. Là phải thiền định tư duy nhiều. Rồi phải có ứng dụng thực hành nhiều trong cuộc sống để cho nó quen đi. Nó quen cái việc làm thiện, cái việc làm lành, nói lành, nghĩ lành. Tức là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Phải tập vậy đó. Vì vậy mà cái đề tài pháp trần này đừng có nghe rồi cười dội, cười khi nói rằng tôi hiểu rồi. Đừng có nói vậy, thiệt thòi đó. Đừng có chê nó là thấp thỏi. Nó là một ở trong lục căn, lục trần, lục thức đó ha. Nhưng mà không có thấp thỏi đâu nha. Tại sao tôi nói vậy? Tôi xin nhắc cái thí dụ để các vị biết. Người ta chết, chết tàn đời là bằng một bộ bài tứ sắc. Bộ bài tứ sắc thì là người ta có thể là tán gia bại sản, cả ly dị vợ chồng, con cái khổ sở là chỉ vì mê bài tứ sắc. Ngày nào cũng đánh tứ sắc. Mà tứ sắc thì gì? Nó chỉ dựa trên là tướng sĩ tượng, xe pháo mã, xanh vàng đỏ trắng. Chỉ có bao nhiêu thôi, chốt à. Chốt là tốt đó, tướng sĩ tượng, xe pháo mã tốt. Chỉ bao nhiêu con đó thôi. Mà nó giết chết cả một bà nào đó, một phu nhân, mình phụ phu nhân nào đó nếu người ta mê tứ sắc. Cuối cùng rồi là tướng sĩ tượng xe pháo mã chốt mấy con bà đó và rồi giết người đó. Có những người khác chết chỉ vì và cơ và rô và bích và chùa, cơ rô chùa bích thôi, mà giết chết cả một cuộc đời của một anh nào đó, một thanh niên nào đó, một cậu ấm cô chiêu nào đó. Do vậy mà người ta đặt ra cái dè nghe cũng vui vui là già cơ, già rô, già bích, già chuồng. Bốn ăn dụng là dùm lại xuống chuồng đi lãnh ruộng giao. Hồi xưa đất nước mình là nông dân là chánh, cho nên là bốn ông dùm lại xuống chuồng đi lãnh ruộng giao. Già cơ mới hỏi làm sao. Già phít mới nói là giờ làm vậy nè, giờ cuốc, giờ pháp, giờ cấy, giờ cài một đêm. Phải làm một đêm vậy đó mới đủ tiền đem về mà trả nợ, mới là đánh nữa. Chứ mà làm lâu thì đâu có tiền để mà cung cấp cho đủ. Nên là cả đời có người tự tử là cũng vì cơ rô chuồng bích vậy thôi à. Nhưng mà nếu nói rộng ra cơ rô chuồng bích thì ta chế biến ra ta đánh nhiều thứ lắm. Cách tê thì ba sáu lá cầm chừng, bài cào ba lá là dục quần không hay, người ta tục ngữ ta có vậy. Thành ra nó chế ra đó, cái đó là cái tê nè, rồi bài cào nè, rồi là phé nè, rồi là sập sám gì nữa đó, nhiều nhiều thứ lắm. Còn như tứ sắc vậy đó, tôi suy tưởng là sa pháo mã chốt vậy, chứ mà ta chế ra là ỏ nè, là lùi dịch, là gì gì đó nhiều lắm. Cho nên là người ta chết là chỉ vì mấy cái thứ bài đó, chứ nó không có đợi nhiều thứ đâu. Tàn đời có khi là chết vì một cái con bông vụ đó, con bông vụ mà nó quay tròn đó, ta gọi là con thò lò sáu mặt đó, là dách gì xa xí ngẫu lát đó, chết vì con thò lò đó, tự tử nhảy lầu cũng có, nhảy biển cũng có. Cho nên nó không cần nhiều ghê gớm gì hết đó. Thì cái đạo Phật này cũng vậy.
chết bằng một thứ gì đó đủ chết, thì đạo Phật này là học một thứ nào đó mà các vị tư duy ra thì các vị đủ đủ giải thoát giác ngộ đó. Chứ đừng có đòi nhiều lắm không cần thiết đâu. Tất nhiên là khi mà mình có căn bản rồi, mình tu tập rồi, mình nghiên cứu, mình học tập thêm nhiều thì nó hỗ trợ cho cái lòng tin mình vững chắc, điều đó không có không phải là tội lỗi gì. Nhưng mà cái thực tế tu hành là không cần phải nói cái gì ghê gớm lắm đâu. Dựa vào lục căn, lục trần, lục thức này là các vị học tu. Mà ở đây cái bài này đó là cái bài pháp trần này quan trọng lắm đó. Do vậy mà các vị hỏi tôi tu giải lòng bằng pháp gì, tôi nói không có được là tại vậy. Thí dụ tôi nói với các vị là nên tu tập về pháp trần, lấy cái đó làm cái pháp tu giải lòng cũng được. Nhưng mà thí dụ như tôi nói nãy giờ vậy là các vị làm sao mà nắm được cái sâu sắc của đạo Phật là được đâu. Do vậy mà phải có cái quá trình thật sự nghe rồi suy nghĩ rồi ứng dụng từ từ để mà làm theo năng lực mà hưởng theo cái thành quả tu tập lao động của mình. Chứ mình muốn mau không có được. Muốn mau rồi chỉ cầu nguyện rồi gian sinh rồi bỏ tiền ra mua đồ miếng ngon vật lạ đồ quý rồi cúng rồi đó, không có phải. Tôi nói một từ nữa là các vị nghe ghét lắm tôi biết, nhưng mà đều tôi không muốn nói, nhưng mà không muốn nói thành ra thì mình cũng sợ mất quyền lợi rồi mình giấu hay sao. Cho nên là tôi biết rằng tôi nói nguy hiểm cho tôi, nhưng mà tôi vẫn nói hồi rồi tôi vẫn nói. Tôi nói cái gì? Tôi nói rằng các vị đừng có cúng gì hết á. Lấy cái từ đó ai mà thương nổi. Tại sao tôi nói vậy? Tôi nói rằng là không có thần thánh không có đòi cúng. Thần thánh mà đòi cúng rồi để chứng minh rồi để giúp đỡ thần thánh đó là cái thứ tham nhũng, cái thứ hối lộ thì còn thần thánh gì. Cho nên cái đạo Phật của ta là nó không quan trọng ở chỗ cúng. Cho nên mình bỏ tiền ra mình mua đồ quý, đồ tốt, đồ sang trọng rồi mình trang trí cái bàn Phật thiệt đẹp. Cái đó để nhìn chơi thì chuyện đó tôi không có cản ha. Có tiền có bạc thì cứ trang trí để nhìn chơi thì giống như mình có cái nhà đẹp ở đâu có sao. Nhưng mà đối với đạo Phật mà trang trí cho thiệt đẹp để gọi là tôn trọng Phật vậy đó. Rồi mua đồ quý không, toàn là đồ mắc tiền không. Trái cây cũng đồ mắc tiền rồi chuông mỏ cũng đồ mắc tiền rồi bình bông, tất cả đều là trang trí đắt tiền hết. Không được đâu. Phật không cần cái đó, Phật không mê cái đó, Phật không dựa vào cái đó để chứng minh phù hộ gì hết. Tôi mới làm bài thơ nè, mới làm bài thơ. À, cái bài thơ này là đã để lòng Phật á. Là ở trong lòng mình, Phật là ở trong tâm mình, chứ Phật tìm ở ngoài không có. Cho nên nếu mà các vị mà giàu có mà trang trí một cái căn phòng cho đẹp đẽ để gọi là thờ Phật ấy mà, nói với các vị khác thì người ta khuyến khích, người ta tán thán các vị đó. Chứ còn nếu mà các vị hỏi tôi nói có tiền thì làm vậy cũng không sao. Nhưng mà thật sự Đức Phật thì không cần cái đẹp đó. Tại sao vậy? Vì tại vì quá dễ hiểu mà. Đức Phật của chúng ta là một vị hoàng tử đàng hoàng, mà tương lai là Đức Phật làm vua đó chứ. Mà làm vua thì cái gì lại không có? Cả một cái đất nước còn của mình kia mà, thì mình muốn cái gì lại không có, không được. Nhưng mà Đức Phật đã bỏ hết, các vị biết rồi mà, đi làm người khất sĩ, thì ăn ở rất là đơn sơ giản dị, ngoài đồi, ngoài núi, ngoài rừng bụi, sống như cỏ cây, rừng bụi. Chỉ trừ khi nào mà mưa gió não nề thì mới tạm trú ở đâu đó. Dựa vào cái việc làm quá khứ của Phật,
thì biết rằng Phật đâu có ham đồ đẹp đâu. Và lại nữa, nói thẳng ra câu nữa là nghe phát giác nữa, là Phật không bao giờ nhập ở trong cái cốt, cái tượng nào để mà cho các vị thờ đâu. Cho nên người ta an vị cho cái nhà các vị, người ta an vị đó, người ta rồi các vị tưởng đâu là mời ông Phật để nhập vô cái cốt để cho các vị thờ, nó không có đâu. Phật không có, không có ở đâu mà nhập vô ở đâu hết. Phật không có cái hồn để nhập vô cái cốt, không phải vậy. Phật là các vị đấy. Các vị là Mr. gì đó, Mr. gì đó, Miss gì đó. Các vị là Mr. Miss đều là Phật hết. Nếu các vị học đạo, các vị sửa thân, sửa miệng, sửa ý, các vị có một trình độ giác ngộ cỡ nào đó là ông, là bà, là cô, là anh, là chị, là Phật tất cả. Chứ Phật không có nhập vô cái ông để cho các vị thờ đâu. Nói cái đó là có người nghe cũng ghét nữa. Bởi vì người ta quý, người ta mua đồ, người ta cúng, người ta lại, người ta khấn. Mà tôi lại nói cúng, khấn, lại khấn, không có ông nào chứng minh để phù hộ, làm sao người ta không nhận được. Người ta mua toàn là đồ quý, đồ mắc tiền, người ta cúng, người ta lại, để ta khấn, để ta nhờ giúp đỡ, làm ăn phát đạt hay gì đó. Mà tôi nói như vậy thì làm sao mà người ta không nhận được. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói với tăng ni trẻ, những người có quyết tâm đi trên con đường đạo, muốn có giải thoát giác ngộ. Tôi nói đây là tôi muốn nói với những người Phật tử mà có cái ý chí viễn ly để tìm một cái hạnh phúc, cái an lạc thiệt. Chứ còn mà cái hạnh phúc an lạc mà của thế gian nó không có thiệt đâu. Hạnh phúc thế gian đó là tạm có thì được thì cũng là quý, nhưng mà kỳ thật không có thiệt. Biết bao nhiêu người đang ở trong sự nghiệp giàu có vậy chẳng ly dị. Đó là tình nghĩa vợ chồng đó. Đang làm ăn giàu có vậy mà dám ly dị đó nghe. Thì làm sao gọi là thiệt được. Rồi có người thì đang giàu có ly dị, nói chuyện là tỷ 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 và hàng trăm tỷ nữa. Mà vẫn tương quan tới nợ nần chằng chịt giữa ngân hàng, giữa nhà nước, giữa thuế má, giữa công ty. Thì các vị đâu có an lạc thiệt được. Cho nên cái mà tôi nói đây là theo con đường của Phật á, là phải diễn ly ngũ dục mới tìm có một cái an lạc thiệt. Mà cái an lạc thiệt đó đạo Phật gọi là giác ngộ và giải thoát. Giải thoát là cái an lạc thiệt, là niết bàn đó. Còn cái tiền tài chức tước danh vọng địa vị đó, an lạc nó có nhưng mà không có thiệt. Có khi nó có được 1, 2 năm, 3 năm gì đó, mà cái đời mình 4 năm, 60 tuổi không chừng, 80 tuổi không chừng. Mà nó có chừng 5, 10 năm thì được cái gì, lỗ quá chừng đi chứ. Do vậy cho nên cái của tôi nói đây là tôi muốn nói đường lối của Phật đào tạo nhắc nhở dạy dỗ cho người đệ tử Phật có một cái an lạc thiệt bằng giải thoát và giác ngộ. Còn cái an lành, cái hạnh phúc, cái danh dự, cái sung sướng của trần tục dựa trên tài sắc danh thực thùy, cái đó không phải là cái an lạc thiệt, không có hạnh phúc thiệt. Cho nên là chúng ta nghe đạo Phật là chúng ta tự chọn con đường của mình đi. Tôi muốn nói cái đạo Phật thiệt. Tôi muốn nhắc nhở cho chính tôi. Rồi tôi đem cái đó tôi cung cấp, tôi cúng dường. Cúng dường tức là cung dưỡng đó nghe. Tôi cúng dường cho Phật tử gần xa, tôi cúng dường cho tăng ni trẻ, để cho chúng ta nếu bằng lòng làm đệ tử Phật có một sự an lạc thiệt. Do cái quá trình tu tập của chúng ta tự làm cho mình có, chứ không phải do người khác. Nói một cách rõ ràng là không do Đức Phật cho, mà Đức Phật cho bằng cái cách là hướng dẫn, là dạy dỗ, là nhắc nhở, là đào tạo, là bồi dưỡng cho chúng ta một cái
cái cách văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ để chúng ta xây dựng niết bàn cho chúng ta, để chúng ta xây dựng cảnh giới cực lạc của chúng ta mà không cần ở Tây Phương. Không cần ở Tây Phương. Xây dựng cõi giới cảnh giới cực lạc của cho chúng ta ở tại cái mặt đất này trên thế gian này. Xây dựng niết bàn cho chúng ta ở trên mặt đất này trên thế gian này mà không cần ở xứ nào khác. Thành ra nói hoài, nói hoài thì cũng tức sĩ tượng xe pháo ngựa, rồi thì cũng là dách gì xa xí ngũ lát, thì cũng là nhà cơ nhà rôi nhà bích nhà chuồng vậy. Cho nên đạo Phật là tôi nói hoài nó cũng vậy, nó cũng lục căn lục trần lục thức, cũng bát chánh đạo, cũng tứ niệm xứ, vân vân. Thì các vị nghe cái các vị cười khì, mà tôi xin nhắc lại đừng có cười khì, mà nghe rồi là phải tập suy nghĩ ra, là các vị mới là nhận thức được, các vị mới có được cái lợi lạc thiệt đó nghe. Chứ bằng không á là nghe mà để mà lý thuyết chơi đó, đi nói tùm lum á, rồi đánh đổ đầu này chê bai đầu kia đó, các vị không được gì hết, mà để cho người ta ghét cũng giống như người ta ghét tôi vậy đó, thì không có lợi ích đó. Tôi thì người ta ghét tôi không sợ, là tại vì tôi là thầy chùa. Thầy chùa tôi có quyền nói những cái của đạo Phật. Tôi là đệ tử Phật, tôi có quyền nói cái của đạo Phật. Còn thương ghét là chuyện của người khác. Còn nếu Phật tử tại gia mà đem đi nói tùm lum á, họ chửi mà, họ chửi không có chửi ai, chửi tôi. Nói cái đám này là chắc là đệ tử của ông Từ Thông rồi. Thấy cái gì cũng chê, thấy cái gì cũng nói trật. Nó cũng phê được hết. Không phải à, tôi không có đào tạo ra cái nhóm đệ tử kiểu đó à. Tôi nói nhắc nhở để mà chúng ta tự sửa là trước rồi nha. Tôi nói chẳng qua là tại cái vai trò. Vai trò tôi học đạo hành đạo là hơn 60 năm. Và tôi nói những cái việc mà đạo Phật tôi gọi là Hoằng Dương Phật Pháp. Hoằng Dương Chánh Pháp. Lợi lạc quần sanh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Đó là cái khẩu hiệu của nhà chùa. Thì tôi nói vậy, người ta thương ta ghét tôi không sợ, là tại vì tôi đâu có cần sự nghiệp vinh hoa phú quý gì. Cho nên là người ta có thương ghét không sao. Còn người thế gian là Phật tử không được nha, đừng nói tùm lum. Còn tăng ni trẻ thì nếu mà nghe rồi sau này mà các vị có làm như tôi thì cũng không sợ gì, bởi vì các vị tu thiệt đi, không có đói gì hết trơn. Nói thiệt vậy đó, mà người ta không có bỏ đói mình, Phật tử không có bỏ đói, không có để rách để lạnh gì hết, đừng sợ. Dài quá, nói dài quá, tôi xin ngừng ở đây. Xin chúc tất cả an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi niệm Nam mô A Di Đà Phật, các vị nói ủa sao tôi không khoái Phật Di Đà mà sao tôi niệm Phật Di Đà? Không có, tôi đâu có chê Phật Di Đà gì đâu. Tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ mà. Tôi có thể xây cái cõi nước cực lạc tịnh độ bằng con người của tôi, bằng thân bằng ý của tôi ở tại thế gian này, thành ra cái cảnh cực lạc đó chứ. Bởi vì đối với tôi là cực lạc là tên khác của niết bàn, mà niết bàn thì không cần ở phía tây phía đông gì hết. Cho nên là tôi vẫn niệm Phật Di Đà, tự tánh Di Đà, mà cái tâm tôi thanh tịnh thì ở đâu là có tịnh độ ở đó, duy tâm tịnh độ. Cho nên tôi đâu có chống đối gì Phật Di Đà đâu, tôi đâu có chống đối gì có tịnh độ chi. Chẳng qua là tại cái lối giải kinh, hiểu kinh và tu cái kiểu nào đó, do vậy mà các vị nghe làm như nó có khác á. Chứ kỳ thật là tôi đâu có cư đự Phật Di Đà để làm gì. Tôi xin gần đây vậy ạ. A Di Đà Phật.